Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày hôm nay tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, một câu chuyện đầy xúc động và ấm áp đã được chia sẻ. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bà Nguyễn Thị Hồng, một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối đến từ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau gần 4 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tích cực tại đây đã có những tiến triển đáng kể và hiện tại đã hoàn toàn hồi phục. Hành trình hỗ trợ điều trị ung thư của bà Nguyễn Thị Hồng không chỉ là một câu chuyện về sự chiến đấu không ngừng nghỉ của bệnh nhân mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và lòng nhân ái của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kể từ khi bà Nguyễn Thị Hồng bước vào cánh cửa của phòng khám, chúng tôi đã chứng kiến không chỉ sự kiên cường của bà mà còn là tình yêu thương và sự cống hiến của các thầy thuốc và nhân viên cùng với những người làm việc tại đây. Những ngày đầu khi bà Nguyễn Thị Hồng mới đến, tình trạng sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hồng rất nghiêm trọng, nhưng với sự chăm sóc tận tình và phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư hiện đại, chúng tôi đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt từng ngày. Đó là thành quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật y học tiên tiến và lòng nhiệt huyết của các thành viên là các thầy thuốc và đội ngũ chăm sóc. Bà Nguyễn Thị Hồng trong sự xúc động sâu sắc đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, từ đội ngũ các thầy thuốc cho đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người đã hỗ trợ bà trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Sự cưu mang và đùm bọc của cộng đồng đã mang lại cho bà Nguyễn Thị Hồng niềm tin và sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Hồng đã hoàn toàn khỏi bệnh và chuẩn bị trở về với gia đình, nơi đang chờ đón bà với tình yêu thương và niềm vui vô bờ bến. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hồng không chỉ là một bài học về sự sống và sự hy sinh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự đoàn kết trong cộng đồng. Tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chúng tôi luôn tự hào về những thành tựu, thành quả đạt được. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi chính là những nụ cười hạnh phúc và sự phục hồi của bệnh nhân. Chúng tôi cảm ơn bà Nguyễn Thị Hồng đã tin tưởng và đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, những người đã góp phần vào hành trình kỳ diệu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang lại những điều tốt nhất cho bệnh nhân ung thư, với hy vọng mỗi câu chuyện như bà Nguyễn Thị Hồng đều có thể trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho những ai đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Xin trân trọng. Tôi là Nguyễn Thị Hồng. Nói xúc động. Tôi là Nguyễn Thị Hồng. Tôi hiện tại là tôi ở tỉnh Đồng Nai. Giáo xứ Trà Cổ thuộc về Trảng Bom. Khi mà tôi không biết rằng là tôi bị ung thư gan, tôi cứ thấy tôi ăn nếu mà tỷ dụng là tôi ăn á, là tôi đầy. Tôi cứ đầy mà tôi cứ, nó khó tiêu lắm. Rồi cái hôm đó là tôi đi khám cái bệnh khác thì là siêu âm thì ra cái bệnh u gan. Thì tôi khi mà bắt đầu mà tôi bị u gan ấy thì tôi rất là hoảng. Tôi hoảng mà tôi sợ. Có một tuần lễ là tôi xuống hết 4 kg. Rồi là ở gia đình á thì là đưa tôi đi đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy á, thì bác sĩ nói là cái u của tôi á nó khoảng chừng độ 2 đốt ngón tay. Tôi không hiểu về rằng là nó kích thước bao nhiêu, là vì tôi không có coi bệnh án, con tôi nó coi. Rồi là ở trên bệnh viện Chợ Rẫy á, là cho tôi đi đốt một lần á. Một tháng sau là bệnh viện Chợ Rẫy cho tôi đi đốt một lần, thì tôi đốt về á là 2-3 ngày sau tôi mệt lắm, rất là mệt, là vì cái sức, cái tuổi của tôi nó cũng đã cao rồi. Thì tôi có một cái người cháu á, là nó nuôi ba của nó ở trên này.
Thì nói với nó rằng là bây giờ bác ơi, nếu mà bác mà đốt nhưng mà bác mệt như vậy thì thôi giờ bác cứ xuống nơi cái là phòng khám của cha Tường á, để mà bác điều trị theo cái là cái phác đồ của cha Tường đã nghiên cứu. Thì tôi thấy là như vậy thì là tôi cũng đi, và tôi đi tôi xuống đấy thì là thì tôi ở được 2 tháng thì tôi xin thầy Tiến để tôi về. Tôi về tôi khám lại, thì khám lại ở cái bệnh viện Thống Nhất á, thì người ta cho biết, bác sĩ ở đó cho biết rằng là cái khối u á, là nó bây giờ nó giảm được, nó còn khoảng 1 đốt ngón tay. À, là vì tôi nói rằng là bây giờ bác sĩ nói như thế để cho tôi dễ hiểu, còn được 1 đốt ngón tay thì nhưng mà nó là nó thuộc về âm tính rồi, nó không có lây lan, nó không có gì hết. Thì tôi nghe thì tôi cũng rất là mừng. Thì tôi lên này là tôi trở lại phòng khám, thì tôi gặp mà thầy Thanh. Thầy Thanh cũng có nói rằng là nếu như vậy thì là bây giờ bà về á, là thầy coi cái gì xét nghiệm máu của tôi á, thì thầy bảo nói rằng là về tất cả mọi cái xét nghiệm về máu thì cái gì tôi cũng chuẩn hết. Thì thôi bây giờ thì sau 3 tháng thì là thầy cũng yêu cầu rằng là có thể rằng là về xét nghiệm lại một lần nữa, là tôi ở thêm 1 tháng nữa đó, là về xét nghiệm lại một lần nữa xem rằng là nó chính xác như thế nào, thì nghĩa là cho thầy để biết, thầy nghĩa là tiếp tục thầy tư vấn cho tôi, rồi là về thì là tôi sẽ như thế nào đó, tôi sẽ ăn uống hay là điều trị theo cái phương pháp của cha Tường đã nghiên cứu ra. Riêng tôi thì tôi nghe rằng là bác sĩ nói rằng là thôi là cũng là của bà là nó không lây lan này kia, thì bà cố gắng bà điều trị theo cái phương pháp là như thế nào đó thì tùy ý của bà. À, thì tôi rất là mừng, tôi mừng lắm, là vì là mình đi xuống đây mà cái kết quả nó tốt, thì thứ nhất là tôi cũng cảm ơn Chúa, và tôi cảm ơn cha Tường đã nghiên cứu ra cái pháp đồ này để mà trị cho những cái người mà bị bệnh ung thư, mà những người mà như là nhiều tuổi như tôi á, ví dụ như đốt hay là cuci, bây giờ những người ta gọi như vậy đó, thì nó rất là mệt mỏi, có thể rằng là cái sức của tôi chịu không nổi, nhưng mà tôi về đây tôi thấy cái tâm hồn của tôi cũng thoải mái, mà tôi ăn uống cháo theo phương pháp này thì nè, tôi rất là thấy nó nhẹ nhàng, không có đầy hơi, không có bị gì nữa, mà tối tôi ngủ tôi cũng bình yên lắm, tôi không có phải hoảng sợ mà tôi không phải lo nghĩ gì hết. Thì thôi thì trước tiên ấy, thì tôi cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn cha Tường, cha Phêrô Tường, và cảm ơn tất cả các thầy các cô ở cái là nơi cái phòng, và tôi cảm ơn tất cả mọi người. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm đã là ủng hộ cho phòng khám, và để là phòng khám duy trì cái pháp đồ của cha Tường để lại, để nghĩa là lo cho những bệnh nhân mà tiếp theo. Mà tôi xin cảm ơn. Trước tiên á, là trước cái năm dịch á, thì tôi đi khám á, là tôi bị viêm gan B. Tôi cũng uống thuốc ở bệnh viện Chợ Rẫy á, là 2-3 năm rồi. Rồi về sau á, thì tôi lại ỷ y. Tôi lại, bác sĩ cũng cho tôi biết rằng là bà phải nghĩa là uống thuốc mỗi ngày, mà bà không được quên. Nếu mà bà quên cái thời gian nó lâu á, là nó sẽ ra ung thư gan. Nhưng mà tôi uống 2-3 năm tôi cũng thấy nó cứ bình bình thường vậy thôi. Tôi lơi là, cho nên là cái thời gian mà tôi lơi là về sau này á, thì tôi lại không có đi khám nữa. Cho nên là tới khi mà tôi khám cái bệnh khác, tôi siêu âm cái bệnh khác thì nó ra cái bệnh ung thư. Thì bây giờ tôi á, tôi thấy cái tình trạng của tôi cũng biết rồi. Do lây lỗi của tôi, chứ cũng không phải là mình lơi là cái bệnh của mình. Thì bây giờ tôi cũng xin rằng là tôi cũng khuyên tất cả những người là có cái tiền sử mà viêm gan B,
thì lên đi khám hàng ngày, là hàng tháng, và lên uống thuốc viêm gan B mỗi ngày để mà nó khống chế lại cái là cái bệnh gan. Nếu mà mình lơi là trong thời gian mình lơi là một tháng hay là hai tuần có thể rằng là nó chuyển biến. Mà cái bệnh ung thư gan này thì là rất là dễ, nếu mà người đã được bác sĩ hay là những về các thầy thuốc về thuốc nam hay thuốc bắc thì cũng đã khuyên mình ấy, thì mình lên nghe và nghĩa là vào theo đúng cái pháp đồ như thế vậy, để mà cái triệu chứng viêm gan B này rất là hiểu, nó có thể nó mẩn ngứa, nó có thể ăn nó lâu tiêu, rồi là nó mệt mỏi, nó làm cho mình có thể là mình sút cân. Như là tôi này thì tôi cũng khuyên tất cả mọi người là nếu mà có cái bệnh về viêm gan B, hãy đi chích ngừa, hãy đi nghe là bác sĩ hoặc đi lấy những thuốc đông y nhé, để mà nghe là chữa trị, để nghe là về sau là cái sức khỏe mình nó tốt và nó không có lây lan qua cái bệnh ung thư. Tôi sống ở đây 3 tháng thì tôi cảm nhận rằng là cái người dân ở nghe là cái ấp Dòng Lớn hả, và cầu ngang này này rất là nhiệt tình mà rất là tình cảm. Thậm chí tôi đi chợ mà người dân ở đây này, người ta bán cho tôi, người ta thấy tôi đeo cái thẻ đi khám nơi Trà Tường này, người ta vừa bán ủng hộ. Thật sự rằng là người ta bảo là ồ, bệnh nhân các bác đi thì chúng con nghĩa là bán với lại cái tinh thần nghĩa là không phải là cho không biếu không, nhưng mà rất là rẻ, chứ không phải là tôi thấy cái tình cảm của người dân ở đây sống rất hiền hòa mà sống rất tình cảm và rất là thương người. Còn riêng cái phòng khám ở đây thì tôi là tôi được chỉ định là tôi khám nơi thầy Tiến, thì tôi thấy thầy Tiến tính thầy thì là hơi nóng một tí, nhưng mà thầy khuyên các bệnh nhân rất là thật tình mà rất là sâu sắc, nghĩa là chỉ dẫn từng ly từng tí một. Rất là thì tôi cũng xin là tôi cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha Phêrô và cảm ơn tất cả các thầy cô, cảm ơn thầy Tiến đã khám bệnh cho con trong cái thời gian 3 tháng, và cảm ơn tất cả những mạnh thường quân và đã ủng hộ cách này cách khác để phòng khám của cha Tường được duy trì và chữa bệnh cho bệnh nhân mỗi ngày mỗi tốt hơn. Tôi cũng xin cảm ơn chú đã cho tôi cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay để tôi bày tỏ cái tấm lòng của tôi đối với phòng khám. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương.
Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người,
để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Giữ đức ai, yêu Chúa mến thương ai.
Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.